lên án sự tham lam bất công gây ra chết chóc tại khu hầm mỏ Ngọc Bích ở Myanmar. Các giám mục Công giáo châu Á đã lên án kịch liệt sự tham lam của những người khai thác mỏ đá quý một cách cẩu thả và không an toàn, đã gây ra thảm họa 170 người chết tại một mỏ Ngọc Bích ở miền Bắc Myanmar. Thảm cảnh xảy ra hôm thứ Năm 2 tháng 7 2020 tại một mỏ Ngọc Bích ở khu vực Pakant, miền Bắc Myanmar, khi một khối lượng lớn đá và đất được khai quật lên đã đổ xuống theo dòng nước mưa, cuốn thành bùn và nước, đổ xuống đè chết nhiều người đang sàng lọc những cục đá để tìm Ngọc Bích. Sạt lở vì bất công. Đức Hồng Isabo của thủ đô Yangon, nước Myanmar, chủ tịch Liên đoàn các giám mục châu Á, đã bày tỏ trong một thông điệp chia buồn với Đức cha Francis Dalton của giáo phận Midkiana thuộc tiểu bang Kachin, nơi xảy ra tai nạn. Đức Hồng Y viết, giáo hội châu Á bày tỏ tấm lòng buồn đau tan vỡ trước hung tin về những cái chết tất tưởi khủng khiếp của nhiều người chết trong thảm kịch này. Phát biểu thay cho các giám mục trong vùng, Đức Hồng Y nhắc nhớ lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng chống lại những bất công về tài chính đối với những người nghèo trên toàn thế giới. Tham lam, cẩu thả, ngạo mạn của người giàu. Đức Hồng Y nói, những người chết đã hy sinh cho lòng tham do những bất trắc và ngạo mạn của các chủ nhân, của các công ty coi mạng người thật rẻ rúng trong đất nước này. Bi kịch thường xảy ra tại các khu khai thác ngọc bích tại Myanmar không phải là hiếm. Hơn 100 người được báo cáo thiệt mạng tại các địa điểm khai thác mỏ vào năm ngoái. Một tai nạn vào tháng 11 năm 2015 tại Kachin đã khiến 113 người chết và được coi là tai nạn tồi tệ. Tuy nhiên, vụ sạt lở ngày 2 tháng 7 này còn tồi tệ hơn và được coi là tồi tệ nhất hiện nay. Các nạn nhân là những người di cư và công nhân nghèo, những người đào bới đá vụn để tìm những viên ngọc bích trong những khối đất và đá khổng lồ do máy và mìn làm nổ tung các núi đá. Họ cặm cụi trong một không gian bụi mù mịt của đất đá dưới những chân núi hay vách đá không an toàn trong mùa mưa lũ. Myanmar cung cấp 90% ngọc bích cho thế giới, phần lớn trong số đó được xuất khẩu sang nước láng giềng Trung Quốc giáp với bang Kachin. Khu vực Pakant từ xa của bang là trung tâm của ngành khai thác ngọc lớn nhất và sinh lợi nhất thế giới. Theo tờ Nhân chứng Thế giới Global Witness có trụ sở ở London nghiên cứu, thì việc thu nhập từ tài nguyên thiên nhiên, ngành công nghiệp ngọc bích ở Myanmar thu vào một lợi tức khoảng 31 tỷ đô trong năm 2014, nhưng phần lớn lợi nhuận được chia cho các cá nhân và các công ty do quân đội quản lý. Ngọc bích khỏa lấp tham vọng không đáy. Trong khi cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân, Đức Hồng Y Bo chia sẻ, trong những thời điểm bi thảm của cơn dịch COVID-19, không còn cách nào kiếm cơm manh áo, nên buộc những người nghèo phải đi làm trong các mỏ đá xay để gạn lọc và tìm ngọc bích cho các công ty lớn. Đức Hồng Y cho hay hàng triệu người dân quê đã mất kế sinh nhai trong cơn đại dịch, và bi kịch hôm thứ Năm vừa qua là một lời nhắc nhở nghiệt ngã về nhu cầu phải chia sẻ kho báu thiên nhiên Chúa ban. Những kho báu ở Myanmar phải thuộc về mọi người Myanmar. Nhà lãnh đạo Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, hôm thứ Sáu bày tỏ nỗi buồn trước biến cố này và bà đổ lỗi cho sự thất nghiệp đã gây nên thảm trạng. Bà cho biết các nạn nhân là những người khai thác bất hợp pháp, gây nên nhiều khó khăn cho những nhân công làm việc hợp pháp do chính phủ tạo ra. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres cũng bày tỏ nỗi buồn và gửi lời chia buồn tới các gia đình tan quyến. Ông Guterres bày tỏ Liên Hiệp Quốc sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực nhằm giải quyết các nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng. Tờ Nhân chứng Thế giới cho vụ sạt lở đất ngày 2 tháng 7 là một bản cáo trạng khẩn cấp nói lên sự thất bại của chính phủ kiểm soát các cuộc khai thác hầm mỏ cách thiếu thận trọng và vô trách nhiệm. Ngành khai thác ngọc bích của Myanmar cho biết nhiều công ty liên kết quân đội, các nhóm vũ trang và những người được phép hoạt động mà không cần kiểm soát môi trường và chính phủ trong nhiều năm qua.